Rồi, hi, xin chào bạn, mình là Tròn. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau bắt những em cá coi bướm giao về Bình Dương ha các bạn, giao cho anh Út ở Bình Dương. Thì đây là một cái vị khách mà rất là thích những cái dòng cá coi bướm bên mình. Đó. Bên mình thì có hai thể loại cá bướm ha các bạn, một là những dòng cá coi bướm size nhỏ, size 15 săn 8 tờ vé số cho một con. Ngoài ra thì lâu lâu mình cũng có thể săn được, mình tìm được những em cá coi bướm size lớn cho các bạn ha. Thì đây là cái quá trình mình sẽ quay clip lại cá trước khi giao cho khách. Và sau đó mình sẽ gửi clip này cho anh. Nếu như anh đồng ý với những cái con cá như thế này thì mình sẽ vào bao và đóng oxy ha các bạn. Thì cá bên mình trước khi giao cho khách sẽ quay clip chụp hình lại để xác nhận lại với khách một lần nữa. Nếu như mà khách đồng ý với những cái hình ảnh clip cá như vậy thì mình mới tiến hành mình đóng bao, đóng oxy và đem ra gửi ha các bạn, chứ mình không có gửi khi mà khách chưa có sự đồng ý. Thì sau khi chuẩn bị gần xong thì mình thấy tin nhắn của anh nhắn lại, thì mình có xem và anh có yêu cầu là không lấy cái em cá coi bướm trắng đỏ nữa mà đổi lại là một em sang kê bướm ha các bạn. Thì cũng rất là may là cá mình chưa có làm xong cho nên là mình có thể đổi được cho anh ha. Đó, thì bây giờ mình thả em cá coi trắng đỏ vào và bắt em cá coi sang kê ra. Cái hình ảnh clip hồi nãy thì các bạn không nên xem cái kết quả ha. Thì sau khi mà em nó vụt khỏi tay mình thì mình đã thả vào lại trong thao rồi ha. Em nó vẫn khỏe mạnh bình thường nha các bạn. Xong hết, anh ok hết thì mình sẽ đóng bao gửi ra nhà xe ha các bạn. Thì đối với Bình Dương thì mình sẽ đóng bằng bao, thì để giảm cái cước phí cho anh em ở Bình Dương, tại vì đi cũng gần thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.